Ngọc Dung và Peter Vũ xin kính chào quý khán thính giả đến với Điểm tin Thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Ngoại trưởng Mỹ, dịch bệnh buộc thế giới thức tỉnh mối đe dọa từ Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm thứ Năm, ngày 7 tháng 5, cho biết dịch bệnh COVID-19 đã buộc thế giới trở nên cảnh giác hơn trước các mối đe dọa từ chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo The Epoch Times, tôi nghĩ rằng cả thế giới đang thức tỉnh. Ông Pompeo nói trong một cuộc phỏng vấn trên talk show The Steve Grubel Show. Tôi nghĩ rằng các quốc gia khác đã nhìn thấy những gì Tổng thống Trump đã làm và họ cũng đã thức tỉnh trước thách thức này. Ông Pompeo nói khi đề cập đến lập trường cứng rắn của chính quyền Mỹ đối với Trung Quốc hiện nay. Tôi nghĩ rằng cả thế giới giờ có thể thấy rằng chính quyền này, chính quyền độc tài này là rất khác biệt với chúng ta. Những lời nhận xét của vị ngoại trưởng được đưa ra trong bối cảnh quốc tế ngày càng để mắt đến hành vi giấu dịch của Bắc Kinh khiến dịch bệnh tại đại lục bùng phát thành đại dịch toàn cầu. Một lượng ngày càng tăng, các nước phương Tây, bao gồm cả trong Liên minh châu Âu, đang yêu cầu một cuộc điều tra về nguồn gốc đại dịch. Mỹ sắp có thêm luật trừng phạt quan chức Trung Quốc. Lãnh đạo phe Cộng hòa ở Thượng viện Hoa Kỳ, ông Mitch McConnell, hôm thứ Năm nói rằng, ông hy vọng Thượng viện sẽ sớm thông qua dự luật kêu gọi chính quyền Trump gia tăng phản ứng trước hành vi đàn áp của bắc kinh đối với các sắc dân thiểu số theo đạo hồi ruders đưa tin ông mcconnell cho biết dự luật lưỡng đảng do thượng nghị sĩ cộng hòa marco rubio đề xuất sẽ thúc giục tổng thống trump sử dụng các biện pháp trừng phạt có mục tiêu đối với những quan chức trung quốc tham gia đàn áp dân một nguồn thạo tin của ruders nói rằng Dự luật có thể được bỏ phiếu vào tuần tới Dự luật nếu được thông qua Sẽ không chỉ chế tài các quan chức Trung Quốc Dính líu tới việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ Theo đạo hồi ở Tân Cương Mà còn đối với tất cả các nhóm hồi giáo khác ở Trung Quốc Chia sẻ Chi phí quân sự Mỹ Đưa ra đề nghị cuối với Hàn Hoa Kỳ đã yêu cầu Hàn Quốc chia sẻ 1,3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để duy trì lực lượng quân Mỹ đồn trú trên bán đảo Triều Tiên tăng gần 50% so với năm ngoái. Một quan chức cao cấp của chính quyền Trump cho biết thông tin hôm thứ Năm theo John Hart. Còn số này đã giảm nhiều so với mức 5 tỷ US dollars và mà Hoa Kỳ mong muốn Hàn Quốc chia sẻ trong những lần đàm phán trước. Hầu hết khoản tiền mà Mỹ đã đề nghị Hàn Quốc chia sẻ được dùng để trả lương cho hàng ngàn người Hàn đang làm việc cho các đơn vị của quân đội Hoa Kỳ trên bán đảo Triều Tiên. Vị quan chức này nói với hãng thông tấn John Hap rằng đề nghị này của Hoa Kỳ là đề nghị cuối cùng và khá hợp lý nhân viên nhiễm ncov nhưng ông Trump và Pence âm tính. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Phó tổng thống Mike Pence đã có kết quả âm tính với virus Vũ Hán sau khi một lính Mỹ làm việc tại Nhà Trắng bị nhiễm loại virus có nguồn gốc từ Trung Quốc theo Reuters. Trong cuộc họp với thống đốc bang Texas tại phòng bầu dục hôm thứ năm Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng ông ít liên lạc với người lính bị nhiễm virus Vũ Hán. Những người làm việc xung quanh Tổng thống tại Nhà Trắng được xét nghiệm virus Vũ Hán thường xuyên. Nhưng Reuters cho hay nhân viên mật vụ và khách tới giao dịch không đeo khẩu trang ở văn phòng khu vực phía tây tòa nhà. Putin ký lệnh cấm quân nhân Nga sử dụng smartphone. Tổng thống Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh hôm thứ Tư cấm các thành viên của lực lượng vũ trang Nga sử dụng điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác. Theo Fox News, đây là một trong những nỗ lực nhằm ngăn chặn việc tiết lộ bí mật quân sự của chính phủ Nga. Nga cũng có luật một luật tương tự cấm những người làm việc trong quân đội sử dụng các thiết bị có thể kết nối Internet. Những người phục vụ trong quân đội Nga đã được cảnh báo trong quá khứ về việc chia sẻ thông tin trực tuyến và các bài đăng trên mạng xã hội. Fox News cho hay, trong những năm gần đây, các hoạt động quân sự của Nga ở Syria và miền đông Ukraine đã vô tình bị lộ thông tin các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội. Ấn Độ, rò rỉ khí gas, ít nhất 11 người thiệt mạng. Ít nhất 11 người thiệt mạng và hàng trăm người phải nhập viện sau vụ rò rỉ khí gas vào đêm thứ năm tại một nhà máy hóa chất ở miền đông Ấn Độ. Chính quyền địa phương cho biết thông tin theo AFP. Vụ việc xảy ra ở Ngôi Ô, Vikakha, Patnam, một thành phố, càng ở bang Andhra Pradesh của Ấn Độ, AFP cho hay số người chết có thể chưa tự dừng lại ở con số mà quan chức địa phương nói. Vụ tai nạn xảy ra sau khi khí ga rò rỉ từ các bồn chứa tại một khu phức hợp thuộc sở hữu của công ty LG Chem Hàn Quốc đang ngừng hoạt động do lệnh phong tỏa chống dịch viêm phổi vũ hán đang thử nghiệm thuốc HIV để điều trị COVID-19. Một bác sĩ bệnh truyền nhiễm ở Toronto đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng một loại thuốc kháng virus điều trị HIV cho bệnh nhân COVID-19 theo Reuters. Một loại thuốc tổng hợp gọi là Lopinavir hoặc Retonavir dùng để ngăn chặn HIV phát triển thành AIDS. Hội chứng suy giảm miễn dịch bắc phải Dorel Tan, bác sĩ tại Bệnh viện St. Michael ở Toronto, Canada, là trưởng nhóm thí nghiệm. Loại thuốc này có khả năng chặn đứng protease, nó chống virus bằng cách chặn đứng hoạt động của một loại enzyme mà virus cần để sinh trưởng, một phần quan trọng trong vòng đời virus. Bác sĩ Tan nói trong một cuộc phỏng vấn. Bằng cách chặn nó, ta chặn khả năng tự sao chép của virus. HIV là một ví dụ về một loại virus mà protease đóng vai trò rất quan trọng đối với vòng đời của nó. Và virus corona, chủng mới này, cũng vậy. Ông Tan cho biết các nghiên cứu trước đó cho thấy loại thuốc này có một vài tác dụng đối với virus corona chủng mới trong ống nghiệm. Quy mô nghiên cứu gồm khoảng 1.220 người và có thể thu được kết quả sớm nhất vào giữa tháng 7. Nhóm tin tặc Trung Quốc nhắm vào các chính phủ Á Châu Nhóm tin tặc là Nikon hướng vào chính phủ Úc, Indonesia, Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, và Brunei các cơ quan chính phủ mà Nikon tập trung khai thác thông tin gồm Bộ Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ Checkpoint đã viết trong một thông cáo báo chí rằng hoạt động tấn công là nhằm thu thập thông tin tình báo địa chính trị đầu tiên Nikon sẽ tạo ra một email chứa thông tin thu hút thu hút sự quan tâm của các mục tiêu tiềm năng được lấy thông qua thông tin công khai hoặc bị đánh cắp nếu nạn nhân không may mở tệp đính kèm một phần mềm độc hại tinh vi là area body sẽ xâm nhập area body cho phép kẻ tấn công truy cập vào mạng của mục tiêu và từ đó cố gắng truy cập các phần các cuộc khác thuộc cơ sở hạ tầng để chiếm quyền truy cập rộng hơn và mở đầu tại các cuộc tấn công mới phương thức tấn công chính của Nikon là xâm nhập vào một cơ quan chính phủ, sau đó sử dụng các liên hệ, tài liệu và dữ liệu của tổ chức để tấn công các mục tiêu khác và khai thác sự tin tưởng và quan hệ ngoại giao giữa các bộ và chính phủ để gia tăng cơ hội tấn công thành công. Nikon là một nhóm tin tặc nổi tiếng, nhưng dường như đã biến mất vào khoảng năm 2015. Tuy nhiên, Checkpoint nhận thấy rằng mặc dù đã tránh được các cuộc điều tra, nhưng tổ chức này đã hoạt động rất tích cực trong 5 năm qua, đặc biệt là trong giai đoạn 2019 và 2020, đồng thời nhóm phát triển các công cụ tấn công mới như Area Body. Checkpoint cho biết, để tránh sự phát hiện, họ đã sử dụng các cuộc tấn công đột quy cho nhiều nhóm APT tấn công kỹ thuật cao liên tục có chủ đích. Chỉ sử dụng máy chủ của nạn nhân làm trung tâm, chỉ huy và kiểm soát. Chúng tôi đã phát hành nghiên cứu này như một lời cảnh báo và là phương thức cho bất kỳ thực thể chính phủ nào để xác định rõ hơn và hoặc hơn các hoạt động của Nikon hoặc các nhóm tin tặc khác. Đại sứ Trung Quốc tuyên bố không mời chuyên gia quốc tế điều tra nguồn gốc nCoV. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc ngày 6 tháng 5 tuyên bố Trung Quốc sẽ không mời các chuyên gia quốc tế tới điều tra nguồn gốc virus corona. Tờ The National dẫn lời đại sứ Trần Húc Chen Su cho biết với các phóng viên trong một cuộc họp báo trực tiếp rằng ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc là đánh bại đại dịch là chống lại những hành động chính trị hóa NCOV một cách phi lý và lố bịch. Trước đó, Tổ chức Y tế WHO thông báo rằng họ đã nhiều lần đề nghị nhưng chưa được Trung Quốc mời tham gia cuộc điều tra nguồn gốc NCOV. Mỹ đang cân nhắc trừng phạt Bắc Kinh về vấn đề Hồng Kông. Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm thứ Tư cho biết vấn đề tự trị của Hồng Kông được thảo luận trong cuộc họp quốc hội hàng năm của Trung Quốc vào cuối tháng này có thể sẽ kích hoạt các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Bắc Kinh, theo SCMP. Hiện tại chúng tôi đang hoãn lại báo cáo đánh giá quyền tự trị của Hồng Kông gửi nghị viện để chờ các hành động tiếp theo mà Bắc Kinh sẽ thực hiện trong cuộc họp quốc hội của họ, xem họ có làm suy yếu quyền tự trị của người dân Hồng Kông như họ nói hay không, ông Pompey chia sẻ với các phóng viên ở Washington. Theo các yêu cầu của đạo luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông được lưỡng đảng ủng hộ sau đó được ban hành vào ngày 27 tháng 11 năm 2019, Bộ Ngoại giao của ông Pompey phải báo cáo đánh giá hàng năm về quyền tự trị của Hồng Kông. Đạo luật này yêu cầu báo cáo phải được gửi tới cho các ủy ban đối ngoại của Thượng nghị viện, Hạ viện và một số ủy ban khách của nghị viện trong vòng 180 ngày kể từ khi thông qua luật. Bắc Kinh buộc người dân không nói sự thật về dịch bệnh. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một chiến dịch để buộc những người sống sót và gia đình của người thiệt mạng trong dịch viêm phổi Vũ Hán phải im lặng. Đây là một phần trong nỗ lực liên tục của Bắc Kinh nhằm kiểm soát thông tin trong bối cảnh họ phải đối mặt với những cáo buộc rằng đã cố tình che giấu sự thật về bệnh dịch. Theo bản tin hôm thứ tư của Fox News, theo điều tra của phóng viên Fox News, chính quyền Trung Quốc đang dùng nhiều cách để không cho người dân nói sự thật về đại dịch viêm phổi Vũ Hán như kiểm duyệt thông tin trên Internet, dùng cảnh sát kf sức ép, đe dọa các nhóm dân sự, thậm chí quấy nhiễu, luật sư đại diện cho các nạn nhân của nCoV. Bảy dân cư Vũ Hán cùng với nhà hoạt động Yang Jian dường như đã từ bỏ ý định khởi kiện chính phủ Trung Quốc sau khi lên kế hoạch thực hiện điều này trong nhiều tuần. Tất cả đã thay đổi quyết định hoặc ngừng trả lời tin nhắn hoàn toàn cuối tháng 4 theo New York Times đưa ra. Nhiều nguồn thạo tin nói với Fox News rằng các nghị viện Hoa Kỳ gần đây đã được báo cáo về chiến dịch thao túng thông tin dịch phổi Vũ Hán của chính quyền Trung Quốc. Kenya mưa lớn và lũ lụt khiến gần 200 người thiệt mạng. Gần 200 người đã chết và hơn 100.000 người phải lánh nạn sau những trận mưa lớn và dông bão dẫn đến lũ lụt và lỡ đất nghiêm trọng trên khắp Kenya trong những tuần gần đây. Fox News đưa tin, trong ngày hôm qua chúng tôi đã mất 30 người. Ông Eugene Wamawa, một quan chức cấp cao của chính phủ Kenya, nói hôm thứ Tư, Kenya đang trong đợt lũ mưa lũ Đầu tiên trong năm, đợt mưa lũ thứ hai vào cuối năm ngoái nước này đã ghi nhận lượng mưa cao nhất thường so với những năm trước, khiến một hai 120 người chết vì lũ lụt và lở đất. Mỹ tăng cường trang bị vũ khí đẩy lùi tham vọng của Bắc Kinh. Sau khi không còn bị ràng buộc của hiệp ước kiểm soát vũ khí thời chiến tranh lạnh, chính quyền Trump đang lên kế hoạch tung ra các vũ khí chiến lược mới và khai triển các tên lửa hành trình tầm phóng xa từ mặt đất ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương, theo bản tin hôm thứ Tư của Reuters. Lầu Năm Góc dự định sẽ trang bị cho thủy quân lục chiến của mình các phiên bản của tên lửa hành trình Tomahawk hiện đang được nắm gắn trên các tàu chiến của Hoa Kỳ, cũng như đang tăng tốc hoàn toàn các tên lửa chống hạm tầm xa với đầu tiên trong nhiều thập kỷ. Trong một thông điệp gửi tới Rauders thể hiện thái độ đối với những động thái mới nhất của Hoa Kỳ, Bắc Kinh kêu gọi Washington thận trọng trong lời nói và hành động và dừng việc di chuyển các quân cờ quanh khu vực, cũng như ngừng xây dựng các cơ sở quân sự xung quanh Trung Quốc. EU ủng hộ xem xét lại năng lực của WHO. Liên minh châu Âu đang ủng hộ việc đánh giá lại các phản ứng quốc tế, đối với đại dịch viêm phổi Vũ Hán, bao gồm đánh giá hiệu suất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO theo Routers, Tổng Giám đốc khu Tetro Adrobnome Gibisus đã tìm cách bào chữa trước các chữ trích dữ dội của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về sự yếu kém trong phản ứng với đại dịch viêm phổi Vũ Hán của WHO. Tuy nhiên, ông Tedros cũng hứa sẽ xem lát lại hiệu quả suất của tổ chức nơi ông làm lãnh đạo và sau khi dịch bệnh giảm bớt, bao gồm cả việc chấp thuận để cơ quan giám sát độc lập điều tra. Mối quan hệ với Trung Quốc là một thất vọng. Mối quan hệ Mỹ-Trung là một trong những điều gây ra thất vọng và chán nản. Thư báo chí tòa bạch ốc ông Caleb McKinney nói hôm thứ Tư nhấn mạnh một rạn nứt sâu sắc giữa Washington và Bắc Kinh theo Rauder. Nhận xét này đưa ra trong cuộc họp báo của Tòa Bạch Ốc trong bối cảnh Trung Quốc và Hoa Kỳ đang tranh cãi về nguồn gốc của virus Vũ Hán đã, đã giết chết hàng trăm ngàn người trên toàn thế giới và đe dọa sự sống của toàn cầu. Bộ trưởng Văn hóa Nga nhiễm COVID-19 Bộ trưởng Văn hóa Nga Olga Lubimova dương tính với COVID-19 trở thành vị quan chức thứ ba trong nội các Nga nhiễm COVID-19 và 39 tuổi, có hiệu chứng nhẹ và đang tự cách ly ở nhà. Nữ bộ trưởng tiếp tục làm việc từ xa, tiến hành các cuộc họp trực tuyến, truyền thông. Nga dẫn lời thư ký của báo chí Anna Uzacheva ngày 6 tháng 5 cho biết tại Moscow. Bộ trưởng Lubimova từng là nhà báo và làm phim tài liệu. Bà được bổ nhiệm vào bộ vị trí bộ trưởng văn hóa hồi tháng 1, trở thành một trong những người trẻ nhất ở các nội Nga. Theo tờ Moscow Times tuần trước, Thủ tướng Nga Mikhail mishustin thông báo ông nhiễm virus và tự cách ly. Bộ trưởng xây dựng Vladimir Yukushev cũng nhập viện tuần trước để điều trị nCoV, một cấp nhỏ của ông cũng nhiễm virus. Mỹ công bố gói viện trợ khẩn cấp 225 triệu USD cho Yemen. Hoa Kỳ, ngày 6 tháng 5 công bố gói viện trợ khẩn cấp 225 triệu USD cho Yemen nhằm hỗ trợ các chương trình lương thực và yêu cầu lực lượng phiến quân Houthi làm nhiều hơn để các hoạt động viện trợ được diễn ra độc lập và trung lập. Theo một bản tin Algeria ngày 7 tháng 5, khoảng 80%, dân số Yemen tương đương 24 triệu người sống dựa vào viện trợ, 10 triệu người đang đối mặt với nạn đói. Theo Reuters, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong một cuộc họp báo cho biết khoản tài trợ này Washington cam kết sẽ dành cho hoạt động của chương trình lương thực thế giới WFP tại Yemen. Yemen đã chìm vào cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới do cuộc chiến giữa liên minh do Saudi dẫn đầu và lực lượng phiến quân Houthi. Đại dịch cúng tàu tại Đức ngày 6 tháng 5 2020, các quyết định của hội nghị giữa Thủ tướng Merkel và các thống đốc tiểu bang các bạn sẽ tiếp xúc được gia hạn cho tới ngày 5 tháng 6, khoảng cách tối thiểu 1,5m vẫn được giữ. Những nơi công cộng tuy vậy bắt đầu có nhiều nơi nới lỏng. Tất cả các cửa hàng bán lẻ được phép mở ra, giới hạn 800 m vuông được bãi bỏ. Bắt đầu từ ngày 16, ngày 17 tháng 5, có thể tiếp tục thi đấu bóng đá nhưng không có khán giả. Bắt đầu được phép vào bệnh viện và nhà dưỡng lão để thăm hỏi những người có những người có những hạn chế nhất định trong tuần này sẽ có quyết định rõ ràng về việc mở cửa như thế nào theo trình tự cho trường học và nhà giữ trẻ. Có thể đi nghỉ mát ở biển Bắc và biển Baltic và bang Bayern, các thủ trưởng kinh tế cố gắng mở cửa ngành khách sạn một cách có kiểm soát trên toàn quốc vào khoảng thời gian từ ngày 9 đến ngày 22 tháng 5. Theo đó, việc mở cửa cho du khách du lịch được dự định vào cuối tháng 5. Các lễ hội, sự kiện thể thao lớn của nhiều khán giả, buổi hòa nhạc lớn vẫn bị cấm cho tới ngày 31 tháng 8. Các lĩnh vực sau đây do từng tiểu bang chịu trách nhiệm mở cửa giảng dạy tại các trường, đại học, trung tâm giáo dục người lớn, trường âm nhạc, các cơ sở giáo dục, công ty, công cộng và tư nhân khác, các quán rượu, disco, khách sạn, quán trọ, nhà nghỉ mát, hội trợ, các doanh nghiệp, cung cấp, dịch vụ trong lĩnh vực chăm sóc cá nhân như các cơ sở làm đẹp, đấm bóp, phòng xăm và các cơ sở tương tự, nhà hát, nhà kịch, phòng hòa nhạc và các cơ sở tương tự. Các quận hoặc thành phố với 50 ca nhiễm mới trên 100.000 người dân trong vòng 7 ngày phải tiến hành một phương pháp hạn chế tiếp xúc nhất quán ngay lập tức. Đại dịch cúng tàu tại Đức ngày 7 tháng 5 năm 2020. Hôm nay, thành phố tôi, thành phố tôi có thêm một người mắc bệnh. Hôm qua, không có người nào mắc bệnh. Và hôm trước nữa thì cũng chỉ có một ca mới. Tình hình đã tốt hơn rất nhiều. 403 trên 467 người đã bình phục và có 10 người đã chết vì con virus Vũ Hán ứng dụng mà báo chí gọi là ứng dụng Corona được thiết lập nhằm để theo dõi chuỗi lây nhiễm từ người này sang người khác sẽ có trong khoảng 5 đến 6 tuần nữa. Đầu tiên ứng dụng này chỉ có khả năng cốt lõi đó là một thông báo cho những người đã có tiếp xúc với một người bị nhiễm bệnh lựa chọn tự nguyện về việc chuyên dữ liệu về cho viện Robert Koch về sẽ đến sau. Ứng dụng này là một công cụ quan trọng để phát hiện chuỗi lây nhiễm một tốt hơn trước đây. Cho đến nay, trong lúc trao đổi với cơ sở y tế, những người mắc bệnh phải nhớ và đưa ra tên họ. Tất cả những người có tiếp xúc với mình, việc này nhiều lúc là không thể ví dụ như ngồi như ngồi cạnh những người không quen biết khi đi trên xe buýt hoặc xe lửa. Ứng dụng này sử dụng công nghệ Bluetooth để ghi nhận lại thời điểm và thời gian mà ai đó đã ở gần mình. Và người này cũng phải kích hoạt chức năng này trên điện thoại thông minh của họ. Nếu có ai đó bị nhiễm bệnh thì qua ứng dụng này mà có thể thông báo ẩn danh cho tất cả những người có nguy cơ bị lây nhiễm vì đã ở gần mình. Ứng dụng này cần phải đáp ứng các nhu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng việc sử dụng nó là tình nguyện. Ứng dụng này sẽ do SAP và Deutsche Telekom phát triển và do viện Robocard đưa ra sử dụng. Ngoài ra còn có hiệp hội front Fraunhofer, Fraunhofer viện Helmholtz và nhiều cơ quan liên bang khác, trong đó có Sở Liên bang An ninh trong Kỹ thuật thông tin bản xem for the hay in the information technique phần ba trung cộng hai trong bốn công ty được thử nghiệm vaccine lâm sàng chống corona coro coronavirus từng dính líu tới bê bối về vaccine để cạnh tranh với các nước trên thế giới trong nghiên cứu và phát triển vaccine. Ngừa virus corona Vũ Hán, chính quyền Trung Quốc đã nhanh chóng phê duyệt cho bốn công ty dược phẩm thử nghiệm tiêm vaccine cho người. Tuy nhiên, hai trong số những công ty này đã từng dính vào các vụ bê bối về vaccine. Vì vậy, vaccine do Trung Quốc nghiên cứu phát triển đang khiến ngoại giới không khỏi lo ngại. Theo New York Times, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cấp bách mong muốn nghiên cứu phát triển vaccine để khoe khoang vị thế cường quốc công nghệ và chuyển rời những cáo buộc trên thế giới về việc họ giấu giếm dịch bệnh gây ra đại dịch toàn cầu. Vì vậy, chính quyền Trung Quốc đã coi việc phát triển vaccine như một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, ông Đinh Thắng, tức là Jing Shang, trường khoa học dược thuộc Đại học Thanh Hoa, đã đặt ra nghi ngại rằng trong giai đoạn nghiên cứu tiền lâm sàn, một số công ty đã áp dụng một số phương pháp vô cùng độc đáo. Nhưng từ quan điểm khoa học mà xét, cho dù cấp bách đến đâu cũng không thể hạ thấp tiêu chuẩn. Hiện đã có bốn công ty dược phẩm ở Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm vaccine trên người. Tuy nhiên, hai trong số 4 công ty này là Viện Sinh phẩm Vũ Hán và Công ty Công nghệ Sinh học sinh Bắc Kinh đều từng dính líu vào các vụ bê bối liên quan tới chất lượng vaccine. 72 công ty Trung Quốc bị Mỹ rút giấy phép xuất khẩu khẩu trang. Nguyên nhân là mới đây Mỹ đã phát hiện một lượng lớn sản phẩm khẩu trang kém chất lượng từ các công ty Trung Quốc này. Hôm 7 tháng 5, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã rút giấy phép xuất khẩu sang Mỹ đối với hơn 60 công ty sản xuất khẩu trang với Trung Quốc. FDA thông báo giảm số lượng công ty Trung Quốc được xuất khẩu khẩu trang N95 sang Mỹ từ 86 xuống còn 14, theo SCMP. FDA thông báo sẽ tiếp tục cho phép nhập khẩu khẩu trang từ các công ty Trung Quốc đáp ứng các tiêu chuẩn của Mỹ hoặc được chứng nhận chính thức ở một số khu vực như Liên minh châu Âu. Vài tuần gần đây, cơ quan y tế ở Tây Ban Nha, Cộng hòa Slovakia, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh phát hiện các bộ xét nghiệm do Trung Quốc sản xuất bị lỗi hoặc có độ chính xác thấp. Trong khi đó, các chính phủ này phải chi trả hàng triệu phải chi trả hàng triệu US dollars để mua từ Trung Quốc. Đầu tháng 4, Hà Lan đã phải trả lại 600.000 khẩu trang kép chất lượng nhập khẩu do Trung Quốc, đồng thời chính phủ Phần Lan đánh giá một lô hàng thiết bị bảo hộ cá nhân, PPE, nhập khẩu từ Trung, từ Trung Quốc, không đạt tiêu chuẩn để sử dụng trong bệnh viện. Ngoài ra, Hải quan Úc cũng đã tịch thu 800.000 khẩu trang bị lỗi hoặc giả có nguồn gốc từ Trung Quốc. Canada loại bỏ 1 triệu khẩu trang N95 của Trung Quốc. Dù đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt khẩu trang cho nhân viên y tế tuyến đầu, Canada chấp nhận loại bỏ 1 triệu khẩu trang KN95 made in China bởi chất lượng kém hơn yêu cầu. Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn của cơ quan y tế công cộng Canada PHAC ngày 24 tây tháng 4, cho biết cơ quan này xác định khoảng 1 triệu khẩu trang KN95 nhập khẩu từ Trung Quốc không đảm bảo tiêu chuẩn thông số kỹ thuật đối với thiết bị y tế. Trung Quốc hiện là nhà cung cấp đồ bảo hộ y tế lớn nhất cho Canada, chiếm tới 70% tờ Politico dẫn một nguồn tin riêng tiết lộ. Để thay thế Canada đang dãy mạnh sản xuất khẩu trang nội địa và các vật tư y tế khác. Chính phủ vừa ký thêm hợp đồng với ba công ty Canada trong tuần này để sản xuất 16 triệu tấm che mặt y tế phòng dịch Covid-19. Covid-19. Pháp dỡ lệnh phong tỏa theo bản đồ hai màu xanh đỏ. Tại Pháp, áp lực đối với các khoa hồi sức tính cực tiếp tục tích cực tiếp tục và đa giảm. Theo số liệu do Tổng cục Y tế công bố tối ngày 7 tháng 5 năm 2020, trong vòng 24 giờ, Pháp ghi nhận Pháp ghi nhận thêm 178 ca tử vong trong tổng số 25.987, nhưng số trường hợp phải hồi sức tích cực giảm bớt 186 người. Lần đầu tiên số ca nhập viện hàng ngày xuống dưới ngưỡng 7 ngưỡng 3.000 bệnh nhân. Trước những dấu hiệu khả quan này, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe ngày hôm qua thông báo các bước dỡ bỏ phong tỏa bắt đầu áp dụng từ ngày thứ hai 11 tây tháng 5. Thứ nhất, việc dỡ bỏ sẽ được áp dụng khác nhau tùy theo bản đồ hai màu xanh đỏ. Bản đồ này được lập trên cơ sở ba yếu tố: tốc độ lây lan của virus, khả năng ứng phó của hệ thống bệnh viện và khả năng tiến hành xét nghiệm. Theo đó, một phần tư nước Pháp tập trung chủ yếu ở phía đông bắc đất nước, bao gồm các vùng Île-de-France, trong đó có Paris, hot de france Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, là vùng màu đỏ, nơi mà áp lực áp lực tại các bệnh viện vẫn còn cao ở những vùng này. Lệnh phong tỏa tuy được dỡ bỏ nhưng các trường cấp 2 hay công viên vẫn chưa được mở cửa. Cuối cùng hơn 40.000, hơn 400.000 doanh nghiệp sẽ được mở cửa lại từ ngày 11 tháng 5 theo Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Mary. Các tiệm cắt tóc, cửa hàng quần áo, tiệm hoa, tiệm sách sử dụng đến 875.000 lao động được phép hoạt động lại. Các trung tâm thương mại có diện tích trên 40.000 40 m2 cũng được mở cửa ngoại trừ vùng Ile-de-France, Mỹ và Trung khởi động tại lại thỏa thuận thương mại bất chấp đại dịch Covid-19. Hôm nay mùng 8 tháng 5 năm 2020. Đại diện hai đoàn đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc điện đàm đầu tiên bàn về việc thực thi thỏa thuận thương mại cơ khởi. Sơ khởi ký hồi đầu năm nhưng đã bị gác lại vì khủng hoảng virus corona. Trong thông cáo hôm nay, hãng tin chính thức Trung Quốc Tân Hoa Xã cho biết Phó Thủ tướng Lưu Hạc và đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cùng Bộ trưởng Tài chính Stephen Mnuchin đã nhất trí là Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ hợp tác tạo môi trường thuận lợi để triển khai thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, ký hồi tháng giêng. Trong một thông cáo riêng, văn phòng của đại diện thương mại Mỹ, Robert Lighthizer, cũng cho biết Washington và Bắc Kinh hy vọng đáp ứng được các cam kết bất chấp khủng hoảng dịch và hai bên sẽ tiếp tục tôn trọng các cam kết của thỏa thuận. Trong khi đó, trận dịch Covid-19 đang kéo nền kinh tế Mỹ ngày càng gần đây hơn, gần đáy hơn. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4 dự kiến tăng lên đến gần 20%, gấp đôi so với thời kỳ khủng hoảng tài chính 2009. Trước khi có dịch, Tổng thống Trump từng rất tự hào về thành tích kéo tỷ lệ thất nghiệp xuống 3,5. Phần trăm, mức thấp nhất trong 50 năm qua ở Mỹ. Về mặt trận chống dịch virus corona, theo số liệu của Đại học Y e. Johns Hopkins, ngày hôm nay nước Mỹ ghi nhận thêm 2.400 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng vì COVID-19 từ đầu dịch lên đến 75.500 người. Từ ngày 1 tháng 4 đến nay, chưa ngày nào số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ xuống dưới 1.000 người con số ca nhiễm trên cả nước đã lên hơn 1,25 triệu, mỗi ngày tăng thêm khoảng 20.000 người. Virus Corona chủ tiệm cắt tóc ở Dallas bị tù vì cải lệnh phong tỏa. Một chủ tiệm cắt tóc ở Texas bị bỏ tù một tuần vì tiếp tục mở cửa bất chấp các hạn chế về virus corona đã đóng cửa. Tất cả các doanh nghiệp không thiết yếu sally luther chủ sở hữu của salon alamo ở dallas đã phải ra tòa hôm thứ ba sau khi bất chấp một lá thư yêu cầu chấm dứt và lệnh cấm thẩm phán cho biết bà có thể tránh phải ở tù nếu xin lỗi vì ích kỷ đóng cửa tiệm và trả tiền phạt nhưng bà luther từ chối nói rằng cho con ăn không phải là ích kỷ và sally luther sẽ chỉ cần đóng cửa tiệm cho đến thứ sáu bởi vì tiểu bang có kế hoạch cho phép mở cửa lại chở sau đó. Bà bị phạt 7.000 đô và bị cảnh sát báo rằng cô ta sẽ bị phạt thêm 500 đô mỗi ngày từ nay cho đến thứ sáu nếu tiếp tục mở cửa kinh doanh. Thẩm phán Eric Moy với nói với Luther luật pháp chi phối chúng ta, mọi người không thể tự mình xác định những gì họ sẽ và sẽ không làm. Một thanh tra Dallas, một sĩ quan cảnh sát, nói với tòa án rằng họ thấy khách hàng bên trong đang cắt tóc làm móng theo Texas Tribune. Vào ngày 25 tháng 4, Luther được chụp hình tại một cuộc biểu tình đòi mở cửa lại. Xé toạc lá thư ngưng hoàng độc đã trao cho cô ta. Tuần trước, bà nói với người theo dõi mình trên Facebook rằng bà có quyền vẫn mở cửa. Tại tòa, bà nói với thẩm phát, tôi không phải không đồng ý với ông, thưa ông, khi ông nói rằng tôi ích kỷ vì cho con ăn không phải là ích kỷ. Tôi biết những nhà tạo mẫu tóc đang đói vì họ nhường cơm cho con. Vì vậy thưa ngài, nếu ông nghĩ rằng luật pháp quan trọng hơn trẻ em được cho ăn thì xin hãy tiếp tục với quyết định của ông, nhưng tôi sẽ không đóng cửa tiệm. Mỹ, Trung Quốc sắp bàn thảo thỏa thuận thương mại trước đe dọa của Tổng thống Trump. Các nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc sẽ có một cuộc điền đạm vào đầu tuần tới để tiến trình thực hiện thỏa thuận giai đoạn 1 sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ chấm dứt thỏa thuận nếu Bắc Kinh không tuân thủ các điều khoản Bloomberg trích các nguồn tin am tường cho biết hôm ngày 7 tháng 5. Theo đó, cuộc gọi sẽ được thực hiện giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer. Đây là lần đầu tiên hai nhà đàm phán hàng đầu chính thức bàn về thỏa thuận kể từ khi nó được ký vào tháng 1, ngay trước khi đại dịch COVID-19 tấn công vào hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và các chuỗi cung ứng hoàn cầu. Theo thỏa thuận, ông Lưu và ông Lai Zizzer sẽ gặp nhau 6 tháng một lần, nên cuộc điền đàm sớm tới là hơi sớm theo với kế hoạch. Tổng thống Donald Trump dường như cũng cho thấy có sự tiến triển đang diễn ra khi ông nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm ngày 6 tháng 5 rằng ông có thể đưa ra thông tin trong một hai tuần tới là liệu ông có hài lòng hay không với tiến trình giao dịch thương mại đang diễn ra. Hôm ngày 3 tháng 5, khi trả lời câu hỏi của một chủ doanh nghiệp nói rằng ông ta đang thua lỗ vì vấn đề thuế quan, ông Trump nói rằng thuế quan là đã buộc Trung Quốc phải hứa sẽ mua hàng hóa của Mỹ trị giá 250 tỷ đô la mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng xấu đi hơn kể khi Mỹ trở thành một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về trong virus corona. Ông Trump đổ lỗi cho Trung Quốc đã đánh lừa cả thế giới về quy mô và nguy cơ của bệnh dịch. Thậm chí ông còn đe dọa sẽ áp nhiều loại thuế hơn nữa để trừng phạt Bắc Kinh. Ngược lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc liên tục cáo buộc một số quan chức Hoa Kỳ đang đổ trách nhiệm về việc xử lý yếu kém dịch bệnh sang cho người khác. China's aircraft carrier Liaoning is training for war in the South China Sea. Sau một tháng huấn luyện ở Biển Đông, tàu sân bay Trung Quốc Liaoning đã trở lại về quê nhà Thanh Đảo và tuần trước. Sau China Morning Post báo cáo rằng con tàu đã tham gia cùng với ít nhất 5 tàu hộ tống, trong khi các cuộc tập trận gần đây nhằm làm nổi bật thực tế nó sẵn sàng chiến đấu vì thủy thủ đoàn không bị ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus. Peter Vũ và Ngọc Dung xin kính chào tạm biệt quý thính giả, xin hẹn quý vị vào tuần sau.